Rồi có người thì ồ con ơi hay quá, cô từng tuổi này mới biết, ồ con hay quá, chú từng tuổi này mới thấy, ba la ba la hay quá, nghe nó cũng gọi là gì, nghe nó cũng mát cái bụng, nó cũng đã cái bụng. Nhưng mà rồi nghĩ lại đó, không lẽ sự thật mà nó không có tính hấp dẫn sao ta, mà nó sự thật mà không có tính hấp dẫn thì chừng nào tụi mình đi tới đích quý vị. Chừng nào mà sự thật nó hấp dẫn á, thì lúc đó là mình tới đích nha. Ha, thành ra các anh chị phải tiếp ráng vô, ít nhất là đi tay truyền miệng, kéo vô kéo vô kéo vô cho nó coi, kéo vô là một wheel, kéo vô một wheel. Chừng nào mà mỗi chương trình mình lên một, mở lên cái 100.000 200.000, mở lên 100.000 200.000 đô mà cộng hòa Nam Kỳ trở lại chắc luôn, đừng có nói ngược, không không ai cản được, không thể nào cản được. Cỡ đó là ngon ha. Thành ra các anh chị phải tiếp mỗi người một việc, có người á thì giỏi làm thơ làm văn với đô thành Sài Gòn nè, thì á anh đặt hàng á, làm thơ về tình cảm gia đình, tình bạn bè, trường lớp, quê hương, đất nước, ông bà, anh chị em, những cái bài thơ ngắn dần dễ đọc dễ học chữ nghĩa của Nam Kỳ, để anh chị biết không, để cho con nít Nam Kỳ nó đọc. Chứ còn mà mở bây giờ con nít mở lên cái gì mèo ta buồn bực mai phải đến trường liền kiểm cửa luôn cái đuôi tôi ốm, con mèo nó mặc như con heo mà cái đuôi nó bị ốm à, con nít mà nó đọc cái học cái bài đó xong là nó ngu luôn đó. Cứ mới bè toán lên, các bạn nghe cái, các bạn nghe tôi đọc có thể còn còn nhận được cái, chứ còn các bạn nghe hát là các bạn không nhận được cái câu mà tôi vừa đọc có nghĩa gì đâu. Mèo ta buồn bực mai phải đến trường liền kiểm cỡ luôn cái đuôi tôi ốm, cứ mới bè toán lên ông chữa cho em khỏi liền, nhưng muốn cho nhanh thì cắt đuôi thì khỏi hết, cắt đuôi ấy ấy chết tôi đi học thôi, cắt đuôi ấy ấy chết tôi đi học thôi. Các bạn hiểu nó hát cái gì không, hiểu không, hiểu nó hát gì không, con các bạn nghe nó hiểu không, các bạn phải cầu gọi là cho nó không hiểu. Nó nghe mà nó hiểu là thấy mụ nội tụi mình luôn. Tại sao nó nghe nó hiểu là nó sẽ nói theo cái giọng đó, nó sẽ xài chữ nghĩa đó. Mẹ con mèo nó buồn bực, con mèo mất dạy buồn bã, cái buồn bực ai làm gì mà mày bực, mày bực là mày cọc lên hả, tự nhiên mày sao vậy, không muốn đi học là bực cọc mất dạy, dòng dốc mất dạy, dòng con nít mà dạy cho mất dạy rồi, nó hư cái nhân cách từ nhỏ luôn á, đúng không, mai phải đến trường mà bực. Diện kiếm cớ luôn tức là dạy sự gian xảo, đúng không, cái đuôi tôi ốm là cái đuôi của mày ốm mà cái đuôi thằng nào mập, mày muốn cái đuôi mày mập lên à, cái đuôi mày ốm mà bé lớn mà còn ốm nữa hả, chà bá gì mà còn ốm, mà chừng nào nó mới gọi là mập. Bị bệnh thì nó bị bệnh, bị ốm là sao, ốm mập nó là cái size, còn bệnh nó là nó thuộc về healthy đúng không, nó illness. Ăn lê được vô, còn gọi là fat là mập đúng không. Nó liên quan gì tới illness, không liên quan gì hết, thấy ngu không, học vậy ngu, cái đuôi tươi ốm cái câu tiếp gì, cứ mới bé toán lên, các bạn biết nó nói gì không, đố bạn hiểu câu đó có nghĩa là gì đó, hồi xưa có học mới hiểu, còn hầu hết quên rồi là không có hiểu, là con cừu nó mới bè toán lên, con cừu nó bè mà bè lớn lên cái gọi là toán lên, con cừu bè toán lên, trời đất ơi trời, mà cái ngữ pháp gì kỳ vậy trời, câu cú gì kỳ vậy, cừu mới bè toán lên là cái gì, con cừu nó mới la làng lên và con cừu nó mới hét lên, con cừu nó bè lớn lên, con cừu bè toán lên là cái gì, cừu mới bè toán lên là cái gì, ông chữa cho mày khỏi liền. Chữa bệnh mà nó đòi chữa đẻ gì đây, bệnh mà đâu có chữa, tức là gì, vô bác sĩ bất kỳ là bị chữa. Bác sĩ bất kỳ là bị có chữa. Vô bệnh là có chữa, cứ đi bệnh là chữa, đi bệnh là chữa, rồi chừng nào đẻ mà đẻ ra cái thằng con đi tìm bố con là đúng rồi, trời ơi, trời thơ con nít đó, nhà con nít của nó vậy đó, mà nó đem vô nó dạy cho xứ mình không, tại vì nhưng muốn cho nhanh thì cắt đuôi là khỏi hết, trời ơi, bạo lực bạo lực bạo lực. Con nít mà dạy cắt đuôi người ta, trời đất, thì nó sau này nó lớn lên nó đâm nó chém nó giết luôn gia đình của nó là chuyện bình thường, từ nhỏ nó đã dạy bạo lực rồi, giải quyết vấn đề bằng cách là bạo lực, gớm ghiếc không, các bạn thấy gớm ghiếc không. Và cuối cùng là gì, cách đi ấy ấy chết tôi đi học thôi, tức là gì, muốn nó đi học không thầy phải dùng bạo lực chấn áp nó, dạy cho con các bạn rằng các nó phải phủ phục trước bạo lực, nó phải làm nô lệ trước bạo lực và cường quyền thì nó mới làm nô lệ bất kỳ được. Thì những cái bài thơ bài hát đó đó nó gọi là nó nhiễm, gọi là nó phá hư cả tuổi thơ của tụi mình, bây giờ tới tuổi thơ con cháu tụi mình, thành ra tôi cần các anh chị em những người ở đô thành đó gọi là ui sao cái chuyện trên đời này gọi là không có gì như ý mình hết á, hỏi thánh cũng không có hỏi thánh hoàn hảo đúng không, kinh thánh cũng không có cuốn kinh thánh hoàn hảo, cuốn kinh thánh hoàn hảo là cuốn kinh nào, hỏi thánh cũng không có hỏi thánh hoàn hảo, kinh thánh cũng không có kinh thánh hoàn hảo, chỉ có Đức Chúa Trời của chúng ta mới hoàn hảo, cái gì trên đất này cũng không hoàn hảo hết á, thành ra mình đừng có cầu cái gì nó cũng phải đúng ý mình, cãi mẹ nó đi, tôi nói thiệt các anh chị giận tôi chịu.